shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. À đây thằng này, mày ngáo hả? Mày ngáo hả? Mày ngáo hả? Một đứa. Canh ai vậy? Mình không hiểu là nó ngồi đấy để nó canh ai nữa anh em ơi. Canh gì tầm này? Giam ba cái thằng ngáo ngáo này thì cho chúng nó lên bảng điểm số hết này. Ngồi đây canh ai vậy em? Cái này à? Không. Cái con panda của mình toàn là có người thế mới khoai anh em ơi. Công nhận run thật. Hơi run xíu thôi nhá, chứ mình ngại gì. À đây đây, nó ngay ngoài, vào đây. Vào đây đậu xanh, ngáo này, tính sơi anh à? Sơi anh không dễ thế đâu em ơi. Dăm ba cái thằng này muốn sơi mình cả. Đậu xanh, tưởng sơi được mình mà dễ à? Máu mới có 3 túi thôi, chúng ta nên lượm thêm máu đi. Thêm máu đây, hợp lý. Có điều là mình sẽ cho mình là đây. Ok. Xin chào các bạn ơi. Vứt cái khẩu nục đi đơn giản là bởi vì là kẹo không có xài nục anh em ơi. Nên thôi. Hôm nay anh live đến bây giờ hả? Hôm nay thì chắc là anh live đến tầm khoảng là 23 giờ. À đâu? Live đến 10 rưỡi thôi, 22 giờ 30 phút thôi. Tối nay đi xem phim mới anh em. Rồi qua AK đi. Anh em muốn kẹo chơi AK mà đơn giản thôi. AK bắn nó cũng phê mà. Các bạn là khi mà anh em có AK này, có skin súng ngon này, đấy bắn cứ phải gọi là chất, thì các bạn chẳng phải lo gì cả luôn đấy. Cứ lên trên xem thế nào, coi đã nào anh em. Cái quan trọng là anh em có thính người hay không thôi. Đấy thì nó mới là điều quan trọng này. Mình có được một cái mũ 2. Ông ngắm nhiệt hả? Thôi nghỉ. Anh em nghĩ gì chứ, mình còn ngắm 1x rồi. Ai mà đi xài cái ông ngắm nhiệt làm gì nữa. Ok rồi đấy anh em, lên cổng trời là vừa rồi. Đó, ông ngắm 1x luôn, tự tin luôn anh em ơi. Đổi tay xuống 2 cho AK đi bắn nữ giật. Nữ giật AK nó giật quá nên là mình sẽ ưu tiên mấy cái đồ cho AK. Các bạn xe like ủng hộ mình đi nào. Anh em chẳng để xe like gì cả, chán anh em quá cơ. Hôm sát gì vậy? Uầy, không ngờ luôn. Cái hòm sát nó cho mình luôn cái mũ 3 này. Kiếm thêm cái giáp, cái ba lô ngon nữa là ổn. Dăm ba cái tầng rơm thì kẹo ngại gì đâu hả anh em ơi. Cứ kệ, cứ lên trên nào. Lên trên mà quất thôi. Như nào? Ở đây chúng ta có gì ta? Qua đây đi. Kiểu vãi lúa nhỉ anh em. Thi thoảng kiểu mình nghĩ là nó chắc bị lỗi thôi. Chứ bình thường là mình nhảy qua đấy ok mà, dễ mà, đâu có khó đâu. Có điều là tầm này kiếm người không có, hơi chán các bạn ơi. AK thì đã sẵn sàng rồi. Hello. Không có ai đâu. Tôi lại thấy là chẳng có ai cả. Ôi vãi cả trưởng. Vãi cả trưởng làm sao đây? Ôi bạn ở đâu đây? Kia rồi. Thằng bé đây. Nó ngay sau hàng rào anh em ơi. Đậu xanh này. Sau hàng rào làm gì mà căng. Lùi lại phía sau các bạn này. Gắt phết. Được. Rốt cuộc chúng muốn cái gì? Cái đậu xanh này. Nó chạy xuống dưới rồi phải không anh em? Kìa thằng bé này. Ngay câu đá. Làm gì đây? Tính làm gì nhau? Cái đậu xanh nhà nó, tính làm gì nhau? Vỡ đầu chưa? Thằng bé này ngáo à? Ôi phải cả trở phía sau. Phía sau có người đấy anh em ơi, ok. Tính làm gì nhau? Ui. Hết một kèo. Khoai thế. Hơi khoai thì thôi. Quần máu. Thích solo à? Ok thôi. Thích solo anh chiều. Nó vẫn sau cái gốc cây đấy thì phải. Quần láo liếu này làm sao? Tưởng sao có cây mà ngon à? Cái đậu xanh. Cây nó chơi anh em. Lùi lại đi.
chạy qua lượm sát thằng kia là nghe có vẻ ổn hơn. Đây, qua phía này anh em. Chỗ này là ngay hầm sát rồi nha anh em. Chạy hơi ngáo tí, đang mày đọc comment của anh em này. Hello các bạn nha, chúc các bạn xem live vui vẻ nhá. Đây, hầm sát thì ở ngay đây thôi. Giảm thanh á hả? Kệ không chơi đâu. Chơi AK thì ai xài giảm thanh làm gì hả các bạn ơi? Ok nè, để mình chạy qua đây nè. Để xem kiếm người đấy anh em. À đây đây, với vãi khải trưởng. Chú làm anh sợ rồi đấy. Chú làm anh sợ rồi đấy. Chú làm anh sợ rồi đấy. Hai đứa. Càng phết đi. Có hai đứa cơ. Các bạn là có hai đứa, thế này mới hơi khoai. Qua đây mày. 5 kill rồi, còn máu phát. Dăm ba cái thằng dơm dơm anh em, mày tuổi gì? Tuổi gì với kẹo hả các bạn ấy? Rồi nhá mọi người. Tên xem chúng ta có gì nào. Đây, có thêm máu này. Đồ đạc ổn đấy anh em. Cho nó quả mìn đi. Rồi đi, qua đây. Ủa, mình tưởng là hòm sắt nó ngay đây. Đây à? Nó bị khuất một xíu. Đủ. Nhiều chân bị ngon vậy. Ui, dưới kia có người. Lượm bong keo nữa. Có cả Uza luôn cả. Thế đổi qua Uza anh em. Vậy cái khẩu AK này mình vứt đi. Đơn giản là súng nào ăn hơn thì mình xài thôi. Quan trọng gì đâu anh em. Uza súng thính mà nó phải chất rồi. Từ từ đã. Vứt mấy cái đồ thừa đi đã. Ok, 4x của mình. 4x đây. Đến lúc chúng ta tiếp tục chiến đấu các bạn ơi. Mới có 3 bong keo thôi. Nhưng mà chiến đấu cũng ổn rồi đấy. Súng ngon mà anh em, ngại gì. Cứ từ từ mà chiến thôi. Khẩu này thì bắn cực đã anh em, không phải bắn cãi gì nữa rồi. Ở trên à? Có đứa ở trên à? Thế cứ câu đi qua là hợp lý nhá. Em đang qua đâu vậy? Ngay đây rồi à? Không phải là bé vẫn ngay ở trên thôi. Cái đầu xanh này. Chạy đâu hả em? Làm gì đấy? Ngáo à. Tuổi gì dám ma cái thằng dâm dâm này, tuổi gì sơn mình hả các bạn em? Được rồi nhá, 9 thằng nữa. Cứ qua đây thử coi. Bọn này là kẹo cho lên bảng điểm số hết nè. Kẹo thì ngại gì đâu anh em ơi, cứ thoải mái mà đi săn thôi, đứa nào ở dưới. Nghe nhầm. Anh em ơi, tôi cứ tưởng là có đứa ở dưới cơ, không phải. Qua đây nào mọi người. Neo của đai đã bị hạ, không bao giờ chết mà lại đã bị hạ nữa, nghe có vẻ xàm xí quá đi anh em. Có thằng nào lào nháo ở dưới không, cho nó lên bảng là vừa các bạn ạ. Ok này. Nãy giờ chưa thấy ai luôn. Top 1 hả? Ok, anh sẽ có top 1 này, có 28 mắt xem rồi nhá. Anh em xem tôi chơi có vẻ hơi đông nhở. Này, 7 thằng cuối. Thế thì chỉ có đi kiếm xe là ok nhất thôi các bạn ơi. Kiếm xe săn mạ cho nó lẹ. Mà lại còn dễ nữa nhở. Thấp thoáng có một con xe kiểu thoát ẩn thoát hiện, nghe có vẻ lạ lạ. Đây, đứa nào nãy vừa gọi drone thính qua đây. Hay. Hay lắm. Thấy rồi. Mình thấy rồi anh em, một đứa đang ở nhà máy xanh kia này. Đây này. Lên bảng. Chuẩn bị lên bảng đi mày. Lên bảng này. Dựng mua keo à? Tính láo với anh à?
sẽ là của đứa ở trên rồi. Quầy gấu da không thèm lượm luôn. Chảnh chó thế, gấu da còn không thèm lượm đất chơi gì. Đủ không hiểu sao chơi game gặp mấy đứa chảnh chó thế nhỉ các bạn nhỉ. Gấu da không thèm lượm luôn. Đây này, nãy nó cứ lượm cả một cây này. À, chúng ta có thể được có thêm bông keo nữa hả? Quầy thằng này tỷ phú bông keo luôn các bạn ơi. Bông keo không bao giờ thiếu này. Này anh em này lượm full mâm keo của nó luôn các bạn ơi. Quá đã. Mới có bông keo. Bông keo như này là quá nhiều rồi. Anh em mà còn không kiếm được top nữa thì hơi bị phí phạm bông keo đấy. Vắng các bạn ơi, không thấy. Thế cứ qua đây. Qua đây, thằng nào lào nháo thì chỉ xứng đáng lên bảng điểm số luôn thôi. Đứa nào gầy mình linh tinh vậy? Cái mìn thế làm sao mà anh không nhìn được? Các chú tính lừa ai chứ đừng có lừa anh kiểu như vậy. Chúng ta lên đường. 5 thằng nữa. Xem ra là gần đến với top 1 rồi anh em ơi. Chưa cẩn thận xíu. Tất nhiên là sẽ là như vậy rồi anh em. Không chưa cẩn thận là xanh mộ thì buồn lắm. Đứa nào đây? Đứa nào có lựa qua đây? Vào nhà hả? Được thôi. Chú thích vào nhà phải không nào? Một cái lựa trong rồi chạy. Thêm quả nữa nhá. Chạy. Thích quần máu à? Thanh niên. Ngào vãi trưởng. Thằng này đồ nghèo vậy. Gặp ngay thằng bé chơi ngáo anh em ơi. Ngáo ít thôi em ơi. Có ai chơi game mà ngáo như chú không vậy hả? Được rồi, đứa nào có xe đấy. Lên đây cho nó sấp mặt luôn anh em. Mình ở đây này, lên đây. Xuống xe bạn đây. Qua đây. Úi dồi, cái gì đây? Sợ quá nhỉ. Qua đây, sợ quá nhỉ. Đứng tận đây còn máu. Lại lên xe rồi à? À, lấy con xe Monster Trucker à? Thông minh đấy. Thông minh đấy. Quay lại xe cũ này, ngáo này. Cái tội ngáo này, lên bảng. Thằng cuối. Còn thằng cuối nữa là win rồi anh em ơi. Lên xe. Đậu xanh có cái xe cũng không gỡ nổi. Bọn này chơi game kiểu rơm quá anh em ơi. Xe này tôi gỡ cái là xong luôn. Thằng cuối đâu? Rốt cuộc là thằng cuối đâu anh em? Cho nó lên bảng luôn nào. Đậu xanh nào. Thằng cuối đâu rồi? Nhanh, nổ đi chỉ. Để anh qua nào, solo 1-1 luôn là bọn này đai hết luôn nha anh em. Sao phải ngại cho nó nhỉ? Để mình coi. Chưa thấy. Cái đậu xanh. Đâu, làm sao? Muốn gì? Người đâu? Nghe có vẻ nản ý. Ở trên đấy hả? Cứ lên coi. Mình nghĩ là nó ở trên thôi, lên quanh cái căn nhà này phải không? Chắc là vậy anh em ơi. Khả năng cao nó chỉ lên quanh ở trong căn nhà kia thôi. Khu dưới này check kỹ lắm rồi các bạn ơi, thằng bé không thể nào trốn được đi đâu đấy. Đến lúc lên trên rồi anh em ơi, lên trên vào thẳng nhà kia vặn nó luôn. Mày chết với anh em nhá. Ui, cái gì đấy? Có người đây à? Một quả lựu vào trong này. Quả lựu thứ hai này. Gai bông keo các kiểu cả. Cái đậu xanh. Ngáo hải mẹ. 11 kill top 1 này. Quậy thôi anh em, đơn giản mà. Mấy thằng dâm này tuổi gì sợ được mình. Ăn ngưỡng nào. Yes. Tên top 1. Ok,
chúng ta lại cộng tận 63 điểm cơ. Gát. Kim cơ 1 trong 1 cộng 63 điểm luôn. Ok vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.